Quá xuống ngủ rồi. Thì trong cái chuyện mà nói chuyện chuyện về tình yêu anh vừa có quên mất, vừa có bạn comment anh Long ơi, có bao giờ Linh Thùy Lê lét đẹp châu Âu pha châu Á đấy à? Nhiều bạn nhầm, vừa có bạn comment đó gì nhở? Cái chuyện tình yêu ấy, là anh Long ơi có bao giờ anh cãi nhau với người yêu không? Tại sao anh chưa có người yêu? Nhiều người cứ hỏi hỏi cái này. Mình thì thực ra đéo phải là người nổi tiếng, đéo phải là gì cả, nhưng mà mọi người thấy mình không bao giờ mình bắt ảnh với người yêu lên, mọi người tưởng mình địt mạ mày hay hệ. Vãi lộn, nhiều bà nhiều ông cứ tưởng là, nói chung là ai nhưng ai chơi không chơi thì không biết, cứ mấy bà con gái đằng sau ấy cứ mẹ thằng Long mày sang pha nhớt phệt cả trai cả gái ấy, mình nghe mình có nghe qua rồi. Đi mẹ mày trông ra trông bướng như này đi, bảo mình phệt cả trai cả gái đấy mày cày. Bây giờ là 11.900 người đang xem nhá. Mọi người cho mình nhờ một tí này, ví dụ mà có cái trường hợp ấy, có cái trường hợp nào hoặc là có cái comment nào mà liên quan hỏi đến là anh ơi em có thằng bạn này, anh ơi em có đứa bạn kia mà em khuyên mãi nó không được ấy, thì tất cả anh em ở đây comment vào đấy chửi, chửi nó luôn, địt mạ mày cho nó hiểu anh em là ai luôn. Địt mạ mày Facebook mình phải lúc vào nó hỏi bố, các bố trẻ nó khuyên, cứ khuyên nhiều vào đấy, cho nên là mọi người comment chửi luôn, đéo phải ngại, không phải cứ lo. Đấy, có nhiều bạn là trả lời tiếp cái câu kia nhỉ. Có nhiều ông cứ hỏi là sao anh không có người yêu ấy, là chung ấy, yêu nó khác, mà khi mình lấy nó lấy một người để làm vợ nó cũng khác. Thế cho nên là lỗi đây nói luôn, đây nói thẳng luôn. Là đây mẹ em, nói chung là cánh đàn ông ấy, cánh đàn ông anh em mình ở đây ích kỷ lắm. Yêu thì yêu ai cũng được. Nhưng mà lấy nhá, các con lấy nhá, cánh đàn ông phải chọn rất là kỹ luôn. Là thì các ông là tiêu điểm, các ông là xinh này, ngoan này, vú to này, đít lại phải vẩu này, còn kiếm ra tiền này, nó còn nội trợ này, xong cái gì nhở, là phải sắc sảo này, đi mẹ mày sao công tham thế đấy. Ngày ngày xưa ấy, ngày xưa đợt tôi mới yêu mà biết tí tình yêu ấy, là trong đầu lúc nào tư duy lúc nào cũng phải nghĩ là phải tìm được một bà thật như thế, đi mẹ mày tìm làm đéo có bà nào như thế đúng không, nói mẹ lớn luôn đây nó luôn đây. Ngày xưa cũng là cũng mong là tìm được bà con gái như thế, nhưng mà càng lớn thì càng càng nhận ra một điều là đàn ông ích kỷ, nhưng mà đéo mà tìm được những người như thế, thế cho nhanh đéo tìm luôn, còn vừa đẹp lại còn đít lại còn vẩu lại vú lại còn to lại còn giỏi lại còn sắc sảo còn kiếm nhiều tiền, nó thê chịu rồi, thế là lấy đứa khác. Mình tuổi đéo thì mình đòi lấy những người như thế đúng không. Nhiều bà thì cứ đây rồi, nhiều nhiều ông ấy, cánh đàn ông người ta ích kỷ lắm nhá, đây nói luôn các bạn gái luôn, đàn ông ích kỷ lắm. Ngày xưa yêu cũng có nhiều trường hợp, những ông con trai hay hay nói cái câu gì nhỉ, tại sao em không hiểu anh, tại sao vợ không hiểu chồng, hay là chồng đấy, kiểu đấy. Nhưng mà đi mẹ mày, các ông có vào vị trí người ta đéo đâu, sao các bà con gái đéo hỏi lại tại sao em anh không hiểu em. Nhưng mà ông muốn người ta hiểu ông, trong khi ông lại đéo hiểu người ta thì ông hiểu cái gì đúng không. Đây nói luôn, nói thẳng luôn, mãi bên nhau em ơi. Cái câu mãi bên nhau ấy là chỉ khi nào mà có tí gọi là xoài ổi Milo, có tí gọi là Coca thì mãi bên nhau nhá. Chửi luôn các bạn mọi người ơi, comment chửi luôn Đỗ Trà My luôn, kể cả con gái luôn, đi mẹ mày chửi cho hiểu luôn. Chửi luôn là con gái nhá, bố mày chửi mày luôn. Con gái đã là cái lồn. Đi mẹ mày luôn. Con gái mà bố mà còn chửi à? Khuyên em con bạn. À mày lại khuyên con bạn. Chửi luôn mọi người vào chửi luôn con Đỗ Trà My này, chửi cho hiểu luôn. Ít mà em đang nói chuyện mọi người cứ vào khuyên 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 khuyên. Chửi luôn mọi người chửi luôn, đéo phải cờ lo. Khuyên đi mà em đang. Mãi em ơi, nói thẳng ra cái bây giờ cái tình yêu mà cái tình yêu một túp lều tranh hai trái tim vàng đéo có thật đâu. Mãi bên nhau ấy, mãi bên nhau là chỉ có lúc Coca đấy. Mày mua tai nghe đi không? Nghe gì? Tai nghe, mày mua, tao tưởng mày mua tai nghe cắm vào đây. Mày bị điên, cắm vào máy vi tính để streamer. Chứ bây giờ không có chuyện là tình yêu hay trái tim vàng mấy cả các loại đâu. Bây giờ mãi bên nhau thì chỉ có xoài ổi với cả Milo thì là mãi bên nhau thôi, hôm sau nhá. Đường ai người đi. Hôm sau là đường ai người đi luôn.
đéo thì có chuyện là mãi bên nhau. Không có đâu, tầm này ai muốn mãi bên nhau mà. Có được khi anh em tăng thiên phú nha. Một chút nữa thì mình sẽ show thiên phú cho anh em xem. Đó, bình thường nó sẽ không có hiểu định thân đâu, nhưng mà anh em... Đấy, anh em, các anh em cảm ơn tất cả các con vợ đã chửi con kia nhá. Trai gái chửi hết, đi mãi à, mày ngu là phải chửi. Em muốn nói cứ vào chửi đây, à cứ vào hỏi. Thế bạn nào mà muôn mụn với cả giảm cân tăng cân inbox mình nhá. Bôi này sướng á, ôi trời trời. Nhìn nào, chiến nào, máu rơi ấy. Thơm lắm, này thơm lắm. Mày tắt mạng em đi đang live stream mày đi chơi game. Mẹ em đang nghe vớ vẩn. Mẹ cái thằng ngu ấy lớn đùng ba, thằng này ngu cực, 28, 29 tuổi đầu suốt ngày chơi MU. Toàn Tây Tạng. Chết con mẹ mà bây giờ. Nói chung là bạn nào mà đang bị mụn thì nói chung tôi nói thật, các ông các bà đừng tiếc, các bà các ông các bà đéo tiếc tiền đi chơi, nhưng mà các ông tiếc tiền mà trị mụn. Để cho mặt mình nó củ mịn thì phí lắm. Đấy nhá, con vợ nào chị mụn thì mua mình nhá. Đấy, tốt lắm. Chả lắm, chuyện tình yêu tình báo mình chả lắm. Tầm này mà có người yêu thì cái bộ cái về thì thôi. Mày hiểu luôn con người luôn nhỉ. Hiểu con người luôn. Anh làm tiếng muỗi kêu đi anh à. Bây giờ nhá, các bà con gái nào, các bà con gái nào mà chưa người yêu mà mặt đang bị mụn nhá, inbox qua tớ, tớ bán chiếc mụn cho, tớ lấy tiền của con vợ đấy, xong bắt đầu mình bắt đầu bắt câu chuyện làm quà, biết đâu lại yêu nhau làm sao, đúng không? Xa gần đều quan trọng, miễn là mình thích nhau, yêu nhau được đấy. Đấy, cho nên là Linh Thùy Lê, là... anh Long ơi em có mụn à? Ừ, inbox cho anh em nhá, Âu Pha Á. Lai Tây đấy, Linh Thùy Lê đấy. Inbox ơi, Linh Thùy Lê inbox em bị mụn nên bắt đầu mình bắt đầu câu chuyện nó dễ dàng hơn. Chứ tự dưng bây giờ vào để hai, chào em làm quen nhé thì nó hơi bị kiểu khê khê ấy. Nó khó lắm. Anh làm quả lưỡi đi. Thế bây giờ thế cho nên là con vợ nào mà chưa người yêu inbox mặt bị mụn đàn theo, mình còn bán cả giảm cân cơ mà. Thế nên là chị em làm mà kiểu hơi béo một tí thôi nhá, thì inbox là anh Long ơi em có một chút mỡ, có những cái tảng mỡ muốn được dụng đấy. Em có những cái tảng mỡ muốn được thải đi ấy. Đấy thì gặp anh Long, anh vừa bán thuốc cho anh ấy. Nói thẳng luôn đi, mẹ mày xinh phát anh tặng luôn đấy, đéo lấy tiền luôn, nhờn. Hiểu con người anh luôn, anh dạy gái mà. Thế cho nên là con vợ nào mà chưa có người yêu mà xinh tí hoặc là muốn giảm cân ấy, để cách tiếp cận mà. Chứ bây giờ tự dưng vào hai ngủ trưa thì trông nó cũng thế, đéo nào, đéo quen. Anh làm tiếng muỗi kêu đi ạ. Ừ. Tóc dài đấy. Tiếng muỗi này không ạ? Thôi mày té mẹ làm cái gì đi. Đấy. Thế mà nó nói luôn, đây nói luôn. Xinh thôi, xinh nhá, trắng trẻo. Xinh trắng trẻo. Tặng luôn. Tí mẹ mày tặng luôn. Free ship luôn. Ở Hà Nội nha, Long đến ship luôn. Đấy, hiểu con người luôn. Mười ba nghìn năm trăm người ở đây chẳng nhẽ không có ai bị mụn, không có ai muốn giảm cân, không muốn ai có tăng cân. Covid ủng hộ nhau. Ui Huyền ơi, em gầy quá em Huyền ạ. Em gầy lắm rồi, trông em tong teo lắm. Em quả dẻo, ngày nào em cũng quả dẻo như thế thì bảo sao em không gầy.
vừa tập gym lại còn vừa giảm cân thì nó lại là đi mẹ mày chấm hết tôi những cái cuộc tình luôn em ạ. The law, I just bend it, keep everything splendid, that's how I intend it. Class is in session, you might get suspended if you don't shut the fuck up and listen for a minute. I've been in it for life, with two kids and a wife, with no tattoos, just stress and stripes. So, I'ma do what I feel and do what I, but I won't go to sleep without my leader at night, yeah. Yeah, my career, put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute, yeah. Nói chung ấy, ông là mà cứ có tiền mà đi ăn đi chơi mà lại tiếc tiền mà đắp lên người mình là ông đấy là một sai lầm, sai hoàn toàn luôn. Các ông đắp lên cái bản thân của con của bản thân của các ông, mà các ông ví dụ tiếc tiền quần áo hay là tiếc tiền mặt ông bị mụn như bánh đa thì thôi. Các con vợ đã gầy rồi mà các con vợ lại muốn các con vợ gầy nữa, mà các con vợ mà lại có mụn rồi, thật nhá, các chị em mà nhìn thấy mặt có mụn là đèo thích rồi. Mà con vợ bị mụn là dở rồi. Chữa đi. 470 thôi. Bôi nhưng mà đéo đỡ nhá. Hoặc là đéo tăng được cân, đéo giảm được cân nhá. Hoàn tiền, được chưa? Đéo nói nhiều. Các con vợ mà mua cái trị mụn này, tăng cân này, giảm cân này, uống mà không xuống nhá, hoặc trị mụn không ok nhá, hoàn tiền luôn. Hoàn đúng 470 luôn. Đấy. Uy tín, tín hay không ở đấy mà. Muốn giảm sinh á. Ui giời. Em muốn giảm sinh à? Hôm nay đéo đánh rắm nhở? Hôm nay đéo mót đánh rắm nhở? Anh lại bắn cho em phát, cho em hiểu thế là giảm sinh luôn. Hôm nay bụng chưa đánh rắm. Chú Bu này, Nguyễn Thanh Tú này, tượng đài giới trẻ Hà Nội đấy, mọi người ạ, hiểu con người luôn. Đúng rồi, đầu tư vào bản thân không bao giờ lỗ. Phải đẹp lên, phải xinh, phải đẹp, ăn mặc phải thật được. Phải đầu tư. Chứ đi mẹ các con vợ mua cái quần cái áo 200-300 mà tiếc lộ chị mụn là xấu là thành dở rồi. Chung là mịn da phải mịn tì vào lô tì nó ấm áp phải không? Chứ trời lạnh như này mà chẳng may mà đi gặp nhau mẹ lô tì mà lại có tím mụn nó dây ra thì thôi. Ví dụ mà đang mâm nhau chẳng hạn ấy. Mà đi mẹ đến cái đoạn mà kiểu quằn quại ấy, vuốt ve kỳ đầu ấy hiểu không? Ghi đầu ghi chân ấy, xong liền sau làm quà ăn quả vào lỗ tai quét ở đây cắn ngay cục nhân mụn thì thôi, thì mẹ mày mất hình ảnh luôn, mất điểm trong các mắt chị em luôn, cắn ngay đúng cục mụn nó phọt ra có máu ở đây thì thôi má ơi luôn, đi mẹ mày chắc phải đái luôn. Chuyên gia ủi ôi Linh Thủy Lê ơi, đấy là Linh Thủy Lê, Lê chả biết gì về Long. Linh Thủy Lê ạ, Linh Thủy Lê xem những cái video trước Long đánh rắm nhá thì nó chấm hết luôn. Nhiều người đây mà không nghe tiếng giống của Long này có tí nhớ đấy, có tí nhung đấy. Bà Khánh Trắng ơi, lại bà ơi, bà đi các loại đời ô tô luôn, sợ chưa? Đấy, cho nên là đứa nào mà cứ comment là khuyên anh em vào chửi một câu hộ cái. Bị ngu sao ấy. Cái tầm tôi nói cho các con vợ biết, cái cảm xúc con người là quan trọng lắm. Cái tầm mà đã đang gọi là đang bổ, đang ngoài nhá, đang lúc cao trào vò tóc, mà đến đoạn các chị em vò tóc rồi nó ra là đang gọi là phổ cuốn rồi, nó là bánh cuốn rồi, mà vô tình thôi là bật cục mụn ở đây ra thì thôi, máu chảy thì thôi, địt mẹ mày chán luôn. Thằng Đạt Đỗ comment gì đấy? Đạt Đỗ ơi, Đỗ nào kia nhỉ? Dám anh đánh theo nhà luôn à? Đi mẹ như mấy thằng óc chó mình nói ở đây rõ ràng là đừng có kiểu comment là anh Long ơi anh nhắc rồi em có thằng bạn này rồi, mà nó cứ thích kiểu nó có bọn này như kiểu bị chửi, nó đéo biết nhục cái nào nhỉ? Mình là con người khác, người ta đéo thích thì người ta mình nói phải tiếp thu chứ. Mẹ à mày như cái thằng đây này, cái thằng Trung Hiếu này, thế mai sau mày yêu người yêu mày chẳng may mà người yêu mày nó ỉa ra mày đòi ăn, người yêu mày nó không thích lấy cất của nó không thích lấy cất để cho mày ăn thì nó bảo mày thôi thì mày phải thôi chứ mày lại vẫn điên cất của nó à? Sao mày ngu thế? Mình là con người lớn nói phải tiếp thu phải hiểu ấy. Mẹ à mày tưởng thế là hay.
ông đấy lúc mồm ơi, lúc đấy lại vỡ vỡ hết cả mồm, lại hết cả thể hiện. Cái mày để và chửi cho mấy thằng này nó ngu thật. Ôi đang lỗ bậy không bật nhạc thiền được đâu, không đang lỗ bậy nhạc thiền đâu. Đinh Thị Tường Vi, uầy tên con bé này đành quá nhờ. Đinh Thị Tường Vi, em muốn mua giảm cân thì đặt hàng nha, cả inbox cho anh em nha, inbox tí anh trả lời em nha. Trang Chu, mọi người mua là khe giống anh Long, inbox mình nhé. Ờ, cái quả slip thì anh mua có 35.000 thôi, mua ở hàng xóm luôn. Đạt Thị Khuê, mày comment lại mất dạy quá. Mua quả slip tìm này có 35.000 thôi. Thế mà các bà đi mẹ mày thật sợ thật. Cái slip tím này. Long cá lãi luôn. Cái slip tím đấy chính ra là có 35.000 mà mặc trong người thì cần biết đéo là phải hàng xịn hay là hàng đều hay là hàng fake hay là siêu cấp đúng không? Thế mà các con vợ đéo chịu mua cái slip mặc đi ngủ hoặc đi chơi cho nó tử tế. Mặc toàn đi mạ mày có những cái quả slip sợ thật. Toàn slip kéo kéo quá cả rốn, các bà sợ thật. Đéo hiểu nghĩ gì luôn. Kiểu tạm bợ ấy. Tạm bợ như thế đéo được. 35.000 bằng đi mạ mày bao bao số mua cho chồng. Mua con mẹ 10 cái 350 mặc mẹ mày bao nhiêu lâu luôn. Toàn Dogemon với cả địt mẹ mày mấy quả slip xong gen xong có hình trái tim ấy. Trái tim lại còn đôi nhá. Đấy. Hai cái trái tim đây xong thêm cái đôi màu hồng đấy, ghép vào ơ nhờ. Kéo toang qua rốn luôn. Ui. Bó bà. Lòng cá ấy. bà mấy bà đến sợ địt mẹ mày, mấy bà mặc cái slip mà kiểu qua rốn như kiểu mấy bà sợ bím bị trúng gió sao ấy. Bịp bím chặt lại kéo cao đấy. Kéo cao lên qua rốn này khác đéo bịp bím. Bịp chặt luôn ớ nhờn. Chả thế chả mặc lọt khe là gì, xã hội hiện đại thì con người cũng phải hiện đại chứ. Toàn cái slip to kéo qua cả rốn này thì mẹ mày nó cái đà nó kéo lên thì các chị em bị sợ bím bị trúng gió hay sao? Sợ bím bị kiểu bị cảm ấy. Các bà thắt lơ luôn mà ớ. Không bím, khóa bím luôn.